Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Advanedu, kênh tiếng Anh hay nhất dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Và các bạn đang theo dõi khóa học mới nhất của thầy, đó chính là luyện thi Movers của Cambridge, giúp các bạn nhanh chóng đạt được số điểm tối đa 15 trên 15 khiên. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ Well Success, và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn phần Reading Writing Part 4, tức là đọc và viết phần số 4, nhưng mà là phần nâng cao của phần số 4 nha các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Let's get started. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn vào chung với thầy cái bài Reading Writing Part 4, phần đọc và viết phần số 4. Và trong bài lần trước thì thầy đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Cái bài đó là về dolphins, tức là những chú cá heo hay là những con cá heo, được không các bạn? Thì trong bài lần trước thầy đã giúp các bạn đọc và dịch toàn bộ bài này, cũng như là chọn những cái đáp án phù hợp và viết vào đây cho các bạn rồi. Bạn nào mà chưa xem cái video lần trước thì các bạn hãy nhớ tìm lại và xem nhé. Rồi bây giờ bữa nay trong cái phần nâng cao này thì thầy sẽ đặt ra cho các bạn rất là nhiều câu hỏi nâng cao dựa vào nội dung cái bài Dolphins này để giúp các bạn tập kỹ năng nghe và nói liên tục. Khi mà bạn học tiếng Anh á, thì các bạn hãy học theo cách này, đó là một trong những cách hay nhất nhé. Tức là các bạn hãy cùng nhau học và một bạn sẽ đặt câu hỏi còn bạn kia sẽ trả lời, được không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng nhìn vào 6 câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1 nè. What are dolphins like? Có nghĩa là gì? Cá heo thì trông giống như là cái gì? Bình thường cái từ like có nghĩa là thích, nhưng mà khi mà like đi với động từ to be ở đây nè, tức là cái từ are, được không? Are like thì nó không có nghĩa là thích nữa, mà nó có nghĩa là giống như là nha các bạn. Cho nên câu hỏi này sẽ có nghĩa là cá heo thì giống như là cái gì, được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào bài nè, xem là cá heo thì giống như là cái gì nha. Dolphins are like small whales. Đó, có nghĩa là gì? Cá heo thì giống như là những con cá voi nhỏ, được không các bạn? Đó, coi như là cái khúc này nè là trả lời cho câu hỏi số 1 rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần viết lại y chang vào trong đây là xong nha các bạn. Đó, chỉ cần trả lời như vậy là xong rồi nha các bạn. Ở đây các bạn để ý nè, thầy ghi là they are like small whales. Thầy thay cái từ dolphins là những chú cá heo bằng cái từ they, có nghĩa là chúng là, được không? Thì cái từ they này thay cho cái từ dolphins, giúp cho mình tránh việc lặp đi lặp lại cái từ dolphins, nó mất hay nha các bạn. Rồi, vậy thì câu trả lời đó chính là they are like small whales, có nghĩa là chúng thì trông giống như là những con cá voi nhỏ, được không các bạn? Rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua câu hỏi số 2 nè. How many teeth do some of them have? Có nghĩa là gì? How many là có bao nhiêu? Teeth là răng, là cái răng đó bạn. Do some of them có nghĩa là một vài con trong số chúng. Have có nghĩa là có. Vậy thì toàn bộ câu hỏi này là gì? Ý nói là một vài con trong số chúng, tức là một vài con trong số những con cá heo đó, thì có bao nhiêu cái răng, được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc tiếp bài nha. Người ta nói gì đây? And some of them have more than 100 teeth. Có nghĩa là gì? Và một vài con trong số chúng thì có nhiều hơn 100 cái răng, được không? More than là nhiều hơn, trong bài lần trước mình học rồi ha. Đó, cái câu hỏi là một vài con trong số chúng thì có bao nhiêu cái răng, và cái phần này đã trả lời cho chúng ta rồi, đó chính là một vài con trong số chúng thì có nhiều hơn 100 cái răng, được không các bạn? Rất là đơn giản, bây giờ chúng ta chỉ cần viết lại y chang là xong nha các bạn. Đó, rất là đơn giản thôi, viết lại y chang. Đó là gì? Some of them have more than 100 teeth. Tức là một vài con trong số chúng có nhiều hơn 100 cái răng. Được ha? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua câu hỏi số 3 nè. Câu số 3 người ta hỏi gì đây? Do they need to drink? Có nghĩa là gì? Đây có nghĩa là chúng. Need là cần. Drink là uống nước. Ý hỏi là chúng có cần uống nước hay không? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đọc bài nha, xem những con cá heo có cần phải uống nước hay không nha. Dolphins don't need to drink. À, đây rồi ha.
những con cá heo không cần phải uống nước, đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng trả lời vào đây nha. Nó chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Người ta hỏi là do they thì mình trả lời là no they don't, tức là không, chúng không cần uống nước, đúng không các bạn? Thực ra đối với câu hỏi do they need to drink, mình chỉ cần nói là no they don't là đủ rồi nha các bạn, tức là không, chúng không cần uống nước. Còn bạn nào mà muốn luyện tập cho giỏi hơn thì chúng ta thêm một chút xíu nha, chúng ta nói là they don't need to drink là chúng không cần uống nước. Mục đích của chúng ta khi mà trả lời và kéo dài đến chút xíu đó, để giúp cho chúng ta có thêm nhiều từ vựng và nhiều cái cấu trúc câu để mà nói, để giúp cho mình giỏi nhanh hơn nha các bạn. Chứ thực ra thì chúng ta chỉ cần nói là no they don't là đủ rồi, hoặc là đơn giản nữa thì chúng ta chỉ cần nói là no là đủ rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua câu số 4 nha. Why not? Có nghĩa là tại sao không? Cái câu số 4 này nó đi kèm với câu số 3 đó bạn. Câu số 3 hỏi là chúng có cần uống nước hay không? Thì câu trả lời của mình là không, chúng không cần uống nước. Thì câu số 4 người ta hỏi là why not? Là tại sao không? Ý nói là tại sao lại không cần uống nước đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc phần tiếp theo nha. Người ta giải thích lý do nè. Because there is lots of water in the fish that they eat. Có nghĩa là gì? Bởi vì có rất là nhiều nước ở trong những con cá mà chúng ăn. Được không các bạn? À, thì ra đó chính là lý do tại sao cá heo không cần uống nước nha các bạn. Đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi, chúng ta viết lại y chang là xong nha. Câu hỏi là tại sao không? Tức là tại sao những con cá heo không cần uống nước? Thì câu trả lời là gì? Because there is lots of water in the fish that they eat. Có nghĩa là gì? Bởi vì có, there is, có nghĩa là có nha các bạn. Lots of water, có rất là nhiều nước ở trong những con cá mà chúng ăn. Đó, rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua câu số 5 nè. Câu số 5 người ta hỏi gì đây? Do dolphins play with people? Có nghĩa là gì? Những con cá heo có chơi với con người hay không? Play with là chơi với nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc tiếp xem là cá heo có chơi với con người hay không nha các bạn. Dolphins sometimes play with people in the water. Cá heo thỉnh thoảng chơi với con người ở dưới nước. À, tức là có nha, chúng có chơi với con người nha các bạn. Đó, đối với câu hỏi dạng yes, no thì chúng ta chỉ cần nói là yes hoặc là no thôi. Cái câu hỏi yes, no, câu số 5 này nè, nó cũng giống như câu số 3 đó. Đây là những dạng câu hỏi yes, no nha bạn, là có hay là không. Thì câu số 3 không thì mình nói là no, they don't. Còn câu số 4 là có thì mình nói là gì? Yes, they do. Được không? Đó là cá heo có chơi với con người hay không? Thì có, thì chúng ta nói là yes, they do. Cái chữ they này nè là thay cho chữ dolphins. Dolphins là số nhiều, được không? Cho nên chúng ta sẽ dùng they, được không? Đó, rất là đơn giản ha. Và trên lý thuyết thì các bạn chỉ cần trả lời là yes, they do là đủ rồi nha các bạn. Không cần thêm gì hết. Nhưng mà ở đây mục đích của chúng ta là luyện nói tiếng Anh thật là nhiều cho mau giỏi. Cho nên chúng ta sẽ thêm một khúc phía sau nữa. Chúng ta nói gì đây? Dolphins sometimes play with people. Có nghĩa là gì? Cá heo thỉnh thoảng chơi với con người, được không? Đó, nguyên cái câu trả lời như vậy thì nó sẽ đầy đủ và giúp chúng ta luyện tập và giỏi thật là nhanh nha. Rồi câu số 6 nè. Do they swim in front of boats or behind boats? Có nghĩa là gì? Chúng swim có nghĩa là bơi, in front of là phía trước, boats là những con thuyền, or hoặc là behind, phía sau, boats, những con thuyền. Ý nói là chúng bơi ở phía trước những con thuyền hay là phía sau những con thuyền, được không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc bài tiếp nha, để xem đáp án là gì, được không? And they swim in front of boats too. Có nghĩa là gì? Và chúng bơi phía trước những con thuyền nữa. Được không? À, tức là chúng bơi trước những con thuyền chứ không phải là phía sau những con thuyền nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng xem cách thầy trả lời nha. Đó, rất là đơn giản ha. Các bạn nhìn nè, thầy trả lời là gì? They swim in front of boats. Có nghĩa là gì? Chúng bơi phía trước những con thuyền.
Các bạn để ý nè, câu hỏi này có chữ or, tức là câu hỏi dạng or, tức là hoặc cái này hoặc là cái kia. Ý nói là chúng ta cần phải chọn một trong hai đó, được không? Thì ở đây chúng ta chọn là in front of boats, là phía trước những con thuyền. Cho nên chúng ta sẽ nói là they swim in front of boats nha các bạn. Có nhiều bạn thấy chữ do ở đây nè, cho nên rất là hay lầm lẫn cái câu hỏi dạng or với lại cái câu hỏi dạng yes no. Đối với câu hỏi dạng yes no thì các bạn sẽ trả lời là yes hoặc là no. Nhưng mà đối với câu hỏi mà có chữ or, có nghĩa là bạn phải chọn lựa hoặc là cái này hoặc là cái kia, chứ mình không có nói là yes hoặc là no ở đây nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua những câu hỏi tiếp theo nha. Rồi câu hỏi số 7 nè, người ta hỏi gì đây? Where do they live? Có nghĩa là gì? Chúng sống ở đâu? Rồi bây giờ chúng ta hãy xem là những con cá heo sống ở đâu nha các bạn. Dolphins live in the sea in families. Có nghĩa là gì? Cá heo sống ở dưới biển trong những gia đình hay là theo những gia đình. Tức là chúng sống thành một bầy luôn nha các bạn, chứ không phải là đơn lẻ từng con nha. Đó, câu hỏi là chúng sống ở đâu thì chúng ta viết lại gần như y chang luôn. Chúng ta nói là gì? They live in the sea in families. Có nghĩa là gì? Chúng sống ở dưới biển trong những gia đình hoặc là theo những gia đình. Được không? Tức là sống thành bầy, sống thành đàn nha các bạn. Rồi câu số 8 nè. What do the parents teach their babies? Có nghĩa là gì? Parents là ba mẹ. Ở đây ý nói là những con cá heo bố mẹ đó nha các bạn. Đó, bố mẹ dạy cho những con của chúng cái gì, được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy đọc tiếp xem là những con cá heo bố mẹ sẽ dạy cho con của chúng cái gì nha. And the parents teach their babies to catch fish. Và bố mẹ dạy cho những con của chúng cách bắt cá hay là bắt cá, được không? Catch fish là bắt cá nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn hãy xem cách thầy trả lời nha. Đó, rất là đơn giản, thầy chỉ cần viết lại y chang trong đây là xong nha các bạn. The parents teach their babies to catch fish. Có nghĩa là gì? Bố mẹ dạy cho những đứa con của chúng bắt cá hay là cách bắt cá đều được nha các bạn. Rồi, câu số 9 nè. Do dolphins learn quickly or slowly? Có nghĩa là gì? Cá heo học nhanh hay là chậm? Được không? Rồi các bạn để ý nha, đây cũng là câu hỏi có chữ or, tức là hoặc. Vậy thì chúng ta sẽ chọn một trong hai đáp án xem là cá heo sẽ học nhanh hay là chậm nha. Rồi bây giờ đọc tiếp nè. Người ta nói gì đây? They learn very quickly. Có nghĩa là gì? Chúng học rất là nhanh, được không các bạn? Đó, rất là đơn giản, thầy viết lại y chang bên đây luôn. Đó. They learn very quickly. Chúng học rất là nhanh. Người ta hỏi cá heo học nhanh hay chậm thì chúng ta nói là chúng học rất là nhanh nha các bạn. Rồi bây giờ câu số 10 nè. Can they say words? Có nghĩa là gì? Chúng có thể nói thành lời hay không? Tức là nói thành lời là nói giống như con người vậy đó. Nói giống như chúng ta đang nói chuyện với nhau vậy đó. Có được hay không? Rồi bây giờ chúng ta hãy xem được hay không nha. Người ta nói gì đây? Dolphins can't say words. À, không được rồi. Những con cá heo không thể nói thành lời. Đó, câu trả lời rất là đơn giản thôi. Đây cũng là một câu hỏi dạng yes no, tức là có hoặc là không. Thì ở đây là không, cá heo không nói thành lời được. Cho nên chúng ta chỉ cần nói là gì? No, they can't. Hoặc là no, they can't. Các bạn phát âm sao cũng được nha. Các bạn phát âm theo kiểu can't là kiểu Anh, còn các bạn phát âm can't là kiểu Mỹ đều được nha các bạn. Tức là không, chúng không thể nói thành lời nha. Rồi câu số 11 nè. Can they sing and talk? Có nghĩa là gì? Chúng có thể hát và nói chuyện được không? Rồi ở đây các bạn để ý nè, cái chữ sing và talk được để trong dấu ngoặc kép. Khi mà để trong dấu ngoặc kép thì có nghĩa là nó có cái ẩn ý trong đó, chứ không có nghĩa là nghĩa đen hay là nghĩa bình thường chúng ta hiểu đâu nha. Cái chữ sing and talk có nghĩa là gì? Là hát và nói chuyện, mà để trong dấu ngoặc kép, ý nói là hát và nói chuyện theo kiểu cá heo đó nha. Có được hay không? Thì bây giờ chúng ta hãy đọc tiếp nha. But they can sing and talk. Nhưng mà
chúng có thể hát và nói chuyện. À, được ha, tức là chúng có thể hát và nói chuyện kiểu cá heo, được nha các bạn. Không nói ra thành lời giống như con người được thôi, nhưng mà có thể hát và nói chuyện theo dạng cá heo thì được. Đó, câu trả lời cũng rất là đơn giản thôi. Đây cũng là một dạng câu hỏi yes no, tức là dạng câu hỏi có hay không đó. Thì đáp án là có, cho nên chúng ta chỉ cần nói là gì? Yes, they can là được rồi nha các bạn. Rồi câu số 12 nè. Are they clever or stupid? Có nghĩa là gì? Chúng thông minh hay là ngu ngốc? Clever là thông minh nha các bạn, còn stupid có nghĩa là ngu ngốc hay là dại dột. Thì chúng thông minh hay là ngu ngốc đây? Thì câu trả lời là gì? They're very clever. Có nghĩa là gì? Chúng rất là thông minh nha các bạn. Đó, đây là câu hỏi dạng or, tức là hoặc cái này hoặc cái kia, tức là chúng ta phải chọn một trong hai. Và đây chúng ta biết là cá heo rất là thông minh, cho nên chúng ta sẽ nói là gì? They are very clever. Chúng rất là thông minh nha các bạn. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cách trả lời 12 câu hỏi nâng cao nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một chút xíu nha các bạn. Rồi, trong phần ôn tập này thì thầy sẽ giúp các bạn đọc và dịch lại toàn bộ những câu hỏi và câu trả lời ở đây nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc nhanh hơn một chút xíu nha các bạn. Rồi, câu số 1 nè. What are dolphins like? Cá heo giống như cái gì? They are like small whales. Chúng giống như là những con cá voi nhỏ. Number 2. How many teeth do some of them have? Một vài con trong số chúng có bao nhiêu cái răng? Some of them have more than 100 teeth. Một vài con trong số chúng có nhiều hơn 100 cái răng. Number 3. Do they need to drink? Chúng có cần uống nước hay không? No, they don't. They don't need to drink. Không, chúng không cần uống nước. Number 4. Why not? Tại sao không? Because there is lots of water in the fish that they eat. Bởi vì có rất là nhiều nước ở trong những con cá mà chúng ăn. 5. Do dolphins play with people? Cá heo có chơi với con người hay không? Yes, they do. Dolphins sometimes play with people. Có chứ, cá heo thỉnh thoảng chơi với con người. Number 6. Do they swim in front of boats or behind boats? Chúng bơi phía trước những con thuyền hay là phía sau những con thuyền? They swim in front of boats. Chúng bơi phía trước những con thuyền. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua những câu hỏi tiếp theo nha các bạn. 7. Where do they live? Chúng sống ở đâu? They live in the sea in families. Chúng sống dưới biển theo những gia đình hay là trong những gia đình. 8. What do the parents teach their babies? Bố mẹ dạy cho những đứa con của chúng làm gì? The parents teach their babies to catch fish. Bố mẹ dạy cho những đứa con của chúng bắt cá hay là cách bắt cá. 9. Do dolphins learn quickly or slowly? Cá heo học nhanh hay là chậm? They learn very quickly. Chúng học rất là nhanh. 10. Can they say words? Chúng có thể nói thành lời hay không? No, they can't. Không, chúng không thể. 11. Can they sing and talk? Chúng có thể hát và nói chuyện hay không? Theo dạng cá heo đó. Yes, they can. Có chứ, chúng có thể làm như vậy. 12. Are they clever or stupid? Chúng thông minh hay là ngu ngốc hay là dại dột đó? They are very clever. Chúng rất là thông minh. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn Reading Writing Part 4, tức là đọc và viết phần số 4 nâng cao nha các bạn. Các bạn có thấy thích hay không nào?
Nhiệm vụ về nhà của các bạn nè, các bạn hãy rủ thêm một bạn nữa học chung với mình nhé. Hai bạn sẽ thay phiên nhau hỏi và trả lời tất cả 12 câu hỏi nâng cao ở đây. Hỏi thật là nhiều cho đến khi nào mà các bạn không cần nhìn vào bài nữa, mà các bạn chỉ cần nhìn vào bức tranh thôi, thì các bạn đã có thể hỏi lại toàn bộ những câu hỏi và trả lời lại toàn bộ những câu này. Có nghĩa là bạn đã hoàn toàn thành công với phần nâng cao nha các bạn. Các bạn hãy luyện tập như vậy đi, thì cái kỹ năng nghe nói phản xạ của các bạn sẽ tiến bộ rất rất là nhanh chóng và vượt bậc. Các bạn yêu thích các video của thầy thì hãy nhớ nút subscribe, like và chia sẻ video cho thật nhiều bạn khác cùng được biết đến và cùng được học giống như các bạn vậy nhé. Đó là cách hay nhất để các bạn ủng hộ kênh Advanced Edu của thầy. Và như vậy thì thầy sẽ có thêm thật là nhiều động lực để làm rất là nhiều video hay nữa cho các bạn xem nhé. Bây giờ thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Goodbye, see you, have a nice day.